Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin thời sự tối nay thứ ba ngày 26 tháng 7 sẽ có một số nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị biểu dương thương binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng và tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đền ơn đáp nghĩa trong công an nhân dân.